Anh em ha, chào mừng anh em đến với cửa hàng nông cơ Nguyễn Văn Châu, địa chỉ 277 Hồng Dương, thị trấn Ái Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay em sẽ review cho anh em một cái dòng máy Sibora máy thảy Sibora N843 nha anh em. Thì con này nó 32 PS nha. Rồi để em quay chi tiết anh em xem. Máy thì chất lượng khoảng 90% nha anh em. Con này Nhật nó quên xài hay sao? Đây. Cái này nó đời mới có tắt điện trong đây ha. Đây cục tắt điện ở đây là ngay tay em nè. Cục tắt điện rồi tắt cơ. Thì con này nó lên cái hệ thống là nó lên ra điện luôn. Nhưng mà mình không xài cái hệ thống này, cái cục hệ thống này ra điện. Mình không xài là mình xài ga này nha. Mình tháo ra. Thì nó nguyên bộ công lê vậy nè. Đó, vậy nó không có nắp lô đồng hồ đâu. Trên xe là nó cắt hết. Đây anh em có thể thấy chân máy nha. Chân máy là ốc sáng dớ luôn, còn son luôn. Ốc sáng còn son luôn. Thì con này là bích tông của nó 84 nha anh em. Bích tông 84 sát nhỏ, bộ bích tông 84 đồng hoàng. Đây cái bô ốc 7 màu. Đây cái dòng này là dòng máy thủy, ở cái chỗ này là nó bắt cái bơm nước ở đây nha anh em. Đây cái chân này nó bắt cái bơm nước nè, nó đưa vô đây tại vì nó không có xài cái bơm trộn nha. Cái dòng máy thủy là nó không có bơm trộn ở đây. Đó nó xài cái bơm nước ở đây, anh em nào mua thì giá thì em bao lắp cái bơm nước thái ở đây luôn nha. Đó là em chế lại đường chạy Jaguar hết. Đó, cái này là về là nó không có. Nguyên bản của nó là không có, nó tháo đâu bình Nhật rồi. À, bây giờ em sẽ anh em nào mua thì em lắp cho cái bơm thái luôn cho đủ bộ luôn, giờ anh em chạy nước sông nước biển cũng được á. Xây là dòng máy thủy đây nè, cái chân máy mà nó còn cái mạng luôn không, còn chữ số nè, đây dấu son chấm hết phụ đời vô. Con này công suất của nó là 32 ngựa nha anh em. Cái bánh chớn của nó là khá là dày, chớn dày luôn. Con này là nó xài bếp chung nha. Con này nó xài bếp chung, lợi dầu lắm. Đây nè, mạt. Để em bấm N843 Sibora. Đó, Sibora. Để em lấy nét lại cho anh em coi cái mạc đó. Đó, Sibora. Sẵn sức ngày 1 tháng 3 thì nó không có để năm. Năm nào cũng biết nữa. Cái này chắc sản xuất năm nào thì để em ra khảo rồi em sẽ báo anh em xem ha. Rồi bây giờ em sẽ test máy nổ cho anh em mình xem cái động cơ của nó luôn nha. Đây là cái sợi dây ấy anh em, sợi dây tắt điện. Em gắn vô đây là nó sẽ mở tắt điện ra là anh em đề nổ nha. Cái này dây tắt điện của nó có một chân à. Em đề lại cho nó vô con tắt điện là tắt máy à. Máy đổ bao hơi bao khói cho anh em nha.
Con này tô của nó là 3,5 ngàn nha anh em. Máy nổ như xe hơi. Đó em. Cái dòng máy xưa ra nổ em đó. Tại đây luôn nha anh em. Máy coi nước rồi nè. Nó có nước á. Nó máy không có nước, từ đây tắt trình tắt máy luôn. Đó, anh em tắt cơ hoặc là tắt điện gì cũng được ha. Và anh em nào mua thì mình có thể liên hệ số điện thoại là 0913948706 hoặc 0913719279 hoặc số điện thoại 0777972826 nha anh em. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi ủng hộ kênh cho em ha. Em xin chào tạm biệt anh em.